thật không thể tin được với siêu phẩm xe tải cũ Taco HD 65 2,5 tấn. Và xin chào tất cả quý vị và các bạn, và tôi là Hưng Tuấn Auto. Và hôm nay sẽ báo giá và review một chiếc xe mà đang có mặt tại salon Hưng Tuấn Auto các bác nhá. Vừa mới về salon thôi. Em này là HD 65 2,5 tấn đời 2011. Đấy, thùng kín nhá. Và em sẽ báo giá luôn em này, giá limit là 345 triệu các bác nhá. Và có gia lộc cho bác nào mà xuống xem xe và mua xe tại salon. Và nếu bác nào mà đặt hàng ngay hôm nay và bình luận với dưới video clip này thì sẽ được ưu đãi đặc biệt coi nhá. Đây, em sẽ quay một vòng cho các bác tham khảo trước rồi em sẽ đi vào từng chi tiết nhỏ sau nhá. Đấy. Đấy, em này rất là đẹp và đều xe. Một đời 2011, dòng Taco HD65 nhá. Đấy, các bác nhìn tất cả phần chán này. Tất cả phần chán sơn xi là rất là bóng bẩy nhá. Không hề làm lại cái gì cả. Em này rất là đẹp luôn. Đấy, cửa kiếc là rất là ngon lành. Đây, cho các bác xem nội thất đầu tiên nhá. À, các bác nhìn đơn vả đây. Đấy, tất cả phần nội thất này. Đấy, rất là chắc chắn nhá. Các cái thần tắp lô này nó liền lạc rồi. Không có bẹp đập vỡ gì nhá. Đấy. Nội thất thiết kế thì em Hyundai là cũng vậy thôi, thiết kế nhìn rất là đẹp và nó gọn mắt. Ghế được bọc lót hết rồi. Đấy, ghế được bọc ra rất là mềm, êm ái. Trần chiếc này, cái này rất đẹp coi nha. Bác là một gọi đến salon em sẽ tư vấn trực tiếp hơn. Đây, tất cả lốp lát này còn mới đến 85% nha. Đấy, phần tắp bi cửa này. Đây, các bác có thể sờ thấy nhá. Cửa rất là mảnh, không phải mát tít. Đóng rất là kít luôn. Đấy, đóng rất là êm. Được. Đây, về phần gầm bệ của nó ra sao. Đấy, tất cả phần chassis các bác nhìn này. Chassis thì rất là đẹp nhá. Liền lạc. Đây, tất cả sàn sóng nữa. Sàn rất phẳng, không mối mọt, không võng nhá. Chủ trước họ rất là giữ gìn với một em như này. Một đời 2011 mà còn khá là chất. Nó cũng phải sánh ngang đấy 14, 15 đấy các bác nhá. Đây. Tất cả lốp lát thì em này không phải chê được rồi. Thùng mẹ lốp B. Cửa phụ các thứ đây. Sẽ mở luôn cái phần cửa phụ cho các bác xem. Còn thùng. Đấy, thùng bệ rất là chắc chắn nha. Về em này chỉ kiếm tiền thôi, không phải làm lại cái gì đâu. Rồi, tất cả rất là chắc chắn luôn. Đèn nhóm là đã đầy đủ hết rồi. Về không phải làm lại cái gì. Quá tuyệt vời cho một em HD 2,5 tấn. Thùng kín. Đời 2011 các bác nhá. Đây, tất cả lốp sụp vua các bác nhìn. Phần lốp sụp vua này nó vẫn chắc như này nhá. Đấy, thì là một chiếc xe mà nó đẹp, nó chất. Đối với tất cả những chiếc xe mà bên salon em thì luôn cam kết cho các bác là không đấm đụng ngập nước. Và giấy tờ pháp lý, thủ tục hồ sơ nhanh gọn, đầy đủ, hợp pháp nha. Đấy, bác nào mà có mua thì em sẽ ra lập cho các bác cũng may mắn nhá. Đây, địa chỉ salon nhà em tại Từ Hồ, Yên Mỹ, Hưng Yên. Nếu bác nào có ghé qua thì hãy ghé vào salon nhà em chơi. Đấy, thăm xe, những chiếc xe đẹp, chiếc xe là chất nhá. Đấy, và chúc các bác ngày làm việc vui vẻ, hiệu quả. Và nếu thấy em này phù hợp với công việc của mình thì đừng chờ đợi gì nữa và hãy alo ngay cho em nhá. Đây, và không làm tốn thời gian các bác nữa. Và cảm ơn các bác đã xem đến cuối video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo của Hưng Tuấn Auto nha. Xin chào và hẹn gặp lại.